Với SBTN Go, khán giả khắp nơi trên thế giới có thể xem các chương trình âm nhạc, tin tức, bình luận, giáo dục, giải trí và phim bộ mọi lúc mọi nơi. Hình ảnh HD, âm thanh chất lượng, giá chỉ có 9.99 đồng cho một tháng. Tải app SBTN Go và ghi danh ngay hôm nay để được xem SBTN trên TV, điện thoại, iPad và trên máy tính. SBTN, hệ thống truyền hình được phát hành 24/7 để phục vụ khán giả Việt Nam tại hải ngoại. Đài truyền hình SBTN hân hạnh giới thiệu CD Hùng ca Việt Nam Cộng Hòa. CD gồm 7 ca khúc Hùng ca của Việt Nam Cộng Hòa và 7 karaoke track. Quý vị có thể vào trang nhà sbtnhomeshopping.com để đặt mua hoặc liên lạc 888-500-2018. Giá CD chỉ có $10. Thưa quý vị, trở lại là phần tin Việt Nam. Bản tin sau đây cho hay, hàng ngàn người dân đi bầu cử và làm căn cước công dân đã phải khai báo y tế vì đã trúng vào ổ dịch. Phần tin chi tiết Thu Hằng gửi đến quý vị như sau. Thưa quý vị, đúng như dự đoán của một bộ phận dư luận, khi vừa qua, một số nhà cầm quyền địa phương đã ra thông báo rằng cho người dân đi làm căn cước công dân gắn chip và hàng ngàn người tham gia vở kịch bầu cử giả hiệu đã phải đi khai báo y tế vì có người bị nhiễm dịch. Tại Sài Gòn, vào ngày 16 tháng 6 năm 2021, nhà cầm quyền phường 7, quận Phú Nhuận đã thông báo yêu cầu người dân đi bỏ phiếu tại địa chỉ trường học tiểu học Đông Ba trong khung giờ từ 1 giờ đến 3 giờ chiều ngày 23 tháng 5 phải đi khai báo y tế. Trong thông báo của nhà cầm quyền phường 7 không nói rõ có bao nhiêu người đã dương tính với dịch, mà chỉ nói một cách né tránh là yêu cầu người dân đi khai báo y tế để hướng dẫn cách ly tại nhà theo lệnh của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19. Một trong những diễn biến tương tự, người dân ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cũng đang rất lo lắng khi một viên công an được ngành y tế tỉnh xác định đã dương tính với dịch. Viên công an này đã lây COVID-19 cho em trai mình và tham gia đi nhiều nơi trên địa bàn huyện Diễn Châu để làm căn cước công dân, gắn chip cho người dân. Được biết, mặc dù dịch COVID-19 đã bùng phát đợt 4 tại Việt Nam với chủng virus mới dễ lây lan, nhưng ngành công an cộng sản vẫn thông báo rộng rãi yêu cầu người dân đi làm căn cước công dân, gắn chip để lập thành tích, khiến người dân đổ xô đi làm thẻ căn cước. Trước sự việc này, một số người dân đề nghị nhà cầm quyền cần khởi tố vụ án vì đã làm phát tán dịch, giống như việc họ đã khởi tố Hội Thánh Truyền Giáo Tin Lành Phục Hưng. Tin sau đây cho hay có gần 1 triệu liều vaccine COVID-19 do Nhật Bản tặng đã vận chuyển tới Việt Nam. Theo như lô hàng, có 966.320 liều vaccine AstraZeneca do Nhật Bản tặng đã được giao tới phi trường Nội Bài, Hà Nội và dự trù sẽ vận chuyển tới tâm dịch Sài Gòn vào hôm thứ Năm nhằm tiêm chủng cho các nhóm ưu tiên. Bộ trưởng Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Thanh Long cho biết, Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên nhận được lô hàng hỗ trợ vaccine từ Nhật Bản. Ông Nguyễn Thanh Long nói rằng, Việt Nam cam kết sử dụng lô vaccine này một cách nhanh chóng và hiệu quả. Vaccine sẽ được giao tới Sài Gòn vào hôm thứ Năm để tiêm ngừa cho các nhóm ưu tiên, đặc biệt là các công nhân nhà máy. Sài Gòn đã và đang đối phó với diễn biến phức tạp của đại dịch với nhiều chuỗi lây nhiễm không rõ nguồn lây. Sài Gòn đã ghi nhận được 99 trường hợp lây nhiễm cộng đồng vào hôm thứ Tư vừa qua và đây là con số lây nhiễm trong ngày cao nhất kể từ khi mà dịch COVID-19 bùng phát tại Việt Nam. Ông Yamada Takio, đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam nói rằng, Nhật Bản mong muốn hợp tác với cộng đồng quốc tế để vượt qua đại dịch, bao gồm cả lô vaccine của Nhật Bản vừa chuyển đến và Việt Nam hiện nay đã nhận được khoảng 4 triệu liều vaccine COVID-19. Tính cho tới hôm thứ Năm ngày 17 tháng 6 thì Việt Nam đã có khoảng 1.770.000 người dân đã tiêm ngừa, chủ yếu là những nhân viên chống COVID ở tuyến đầu, và trong đó có 72.325 người dân đã tiêm đủ 2 mũi. Và hiện tại thì Việt Nam chỉ mới tiêm chủng cho 1% dân số, là con số thấp nhất so với các quốc gia trong vùng Đông Nam Á. Các công ty than gặp khó khăn nhưng vẫn phải đóng 2% tiền kinh phí cho công đoàn, cho nhà cầm quyền, thưa quý vị. Theo báo Vietnamnet ngày 17 tháng 6 năm 2021 loan tin,
Nhiều công ty cho biết dịch COVID-19 khiến họ gặp khó khăn về tài chính, nhưng vẫn phải đóng 2% kinh phí công đoàn cho nhà cầm quyền. Trong bản dự thảo báo cáo về tình hình công ty năm 2020 và 5 tháng đầu tiên năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cộng sản cho biết, các ngành bán lẻ đã bị giảm 70% doanh số, các ngành cơ khí, chế tạo gặp khó khăn, đặc biệt là các ngành liên quan đến nông nghiệp, chế biến nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì nhu cầu tiêu dùng giảm. Chi phí cho việc vận chuyển lưu thông tăng cao đã làm cho nhiều công ty bị phá sản. Ngoài ra, việc thiếu container, giá thuê container tăng cao đã gây khó khăn cho các công ty chế biến thủy sản. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cộng sản, có một ngành tăng trưởng đó là xuất cảng lâm sản đã tăng 11.5% trong năm 2020. Trong bối cảnh các công ty này làm ăn ngày càng khó khăn, họ không những không nhận được bất kỳ một hỗ trợ nào từ nhà cầm quyền. Ngược lại, các công ty vẫn phải đóng kinh phí công đoàn. Thậm chí, nhiều ngành nghề còn phải chịu cảnh tăng thuế. Tin sau đây cho hay có thêm một tướng công an bị khởi tố vì có liên quan tới bán đất công. Truyền thông Nhà nước Cộng sản Việt Nam đưa tin Bộ Công an đã khởi tố cựu phó Tổng cục trưởng tình báo của bộ này là Nguyễn Duy Linh để điều tra về các sai phạm liên quan tới vụ án Phan Văn Anh Vũ, tức là Vũ Nhôm, đưa ra hối lộ. Theo như tờ báo Tuổi Trẻ Online cho viết rằng, ông Linh bị khởi tố để điều tra về cáo buộc nhận hối lộ từ Vũ Nhôm vào năm 2018 khi còn đương chức. Vũ Nhôm khi đó là thượng tá tình báo công an. Theo kết luận điều tra, vào tháng 6 năm 2017, Vũ Nhôm bị điều tra vì nhiều sai phạm trong vụ án là cố ý làm lộ bí mật nhà nước và những hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan tới việc mua bán, chuyển nhượng nhà, đất công sẵn ngay tại thành phố Đà Nẵng và một số các địa phương khác. Vũ Nhôm nhờ Hồ Hữu Hòa tiếp cận cùng với ông Linh để nhờ giúp đỡ, tìm hiểu thông tin. Cơ quan điều tra cho rằng Vũ Nhôm đã nhờ tài xế của mình chuyển 5 tỷ đồng cho Hòa và 4 lần chuyển quà khác. Ngoài ra thì bị can còn trực tiếp đưa nửa triệu Mỹ Kim để cho Hòa chuyển cho ông Linh. Tuy nhiên thì Hòa phủ nhận chuyện này. Vũ Nhôm chỉ thừa nhận rằng là ông tặng ông Linh thuốc lá, xì gà và nấm linh chi Hàn Quốc. Ông Linh thừa nhận với công an về các việc nhận quà từ Vũ Nhôm. Trước đó thì có nhiều tướng công an như là hai thứ trưởng thượng tướng Trần Việt Tân và trung tướng Bùi Văn Thành bị kết án tù từ 30 tháng cho tới 3 năm vì đã bao che cho Vũ Nhôm. Còn Vũ Nhôm thì đã bị kết án hàng chục năm tù và còn bị khởi tố tiếp về cáo buộc là đưa hối lộ. Quay sang một bản tin khác cho hay, rạp xiếc Trung ương Hà Nội chấm dứt việc biểu diễn xiếc với động vật hoang dã. Rạp xiếc Trung ương Hà Nội của Việt Nam đã có một bước tiến lớn trong việc chấm dứt sử dụng động vật phục vụ hoạt động biểu diễn xiếc. Theo thông cáo từ Tổ chức Động vật Châu Á Animals Asia, rạp xiếc đã chấm dứt việc đưa các con gấu hoang dã vào buổi biểu diễn của họ. Ngoài ra, rạp xiếc đã tự nguyện trao 4 con gấu mặt trăng của họ cho Animals Asia để tổ chức có thể tuyển chúng đến khu vực bảo tồn động vật. Rạp xiếc Trung ương Hà Nội là một trong 15 rạp xiếc ở Việt Nam chấm dứt các chương trình biểu diễn xiếc thú trong nhiều năm qua. Animals ASEAN nhận thấy những thay đổi này là một bước tiến quan trọng hướng đến việc phát triển các quyền lợi động vật toàn cầu và hiện tại tổ chức đang vận động thêm nhiều rạp xiếc chấm dứt việc sử dụng động vật hoang dã trong các buổi biểu diễn. 4 chú gấu do rạp xiếc Trung ương Hà Nội bàn giao đã được đưa đến Trung tâm Giải cứu Gấu Việt Nam tại Vườn Quốc gia Tam Đảo vào ngày 15 tháng 6. Trung tâm này hiện là nơi sinh sống của 186 cá thể gấu, nhưng tổ chức hy vọng sẽ sớm chào đón thêm nhiều chú gấu hơn nữa. Tổ chức đã vận động các rạp xiếc Việt Nam chấm dứt việc biểu diễn xiếc thú từ năm 2014. Việc làm này cũng đã khiến Bộ Văn hóa Cộng sản Việt Nam ra chỉ thị cho các rạp xiếc ngừng sử dụng động vật hoang dã trong các buổi biểu diễn xiếc vào năm 2017. Đến đây chúng tôi một lần nữa xin được tạm ngừng phần tin tức trong giây lát và khi trở lại sẽ gửi đến quý vị những phóng sự từ Cambodia cũng như là từ San Jose. Mời quý vị nhớ đón xem. Với SBTN Go, khán giả khắp nơi trên thế giới có thể xem các chương trình âm nhạc, tin tức, bình luận, giáo dục, giải trí và phim bộ mọi lúc mọi nơi. Hình ảnh HD, âm thanh chất lượng,
giá chỉ có 9.99 đồng cho một tháng. Tải app SBTN Go và ghi danh ngay hôm nay để được xem SBTN trên TV, điện thoại, iPad và trên máy tính. SBTN, hệ thống truyền hình được phát hành 24/7 để phục vụ khán giả Việt Nam tại hải ngoại.